Phẩm Chúc Lụy thứ 90. Bây giờ Đức Phật bảo ngài A Nan: Này A Nan, ý ông nghĩ sao? Đức Phật có phải là đại sư của ông chăng? Còn ông có phải là đệ tử của Đức Phật chăng? Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật là đại sư của tôi, Đấng Thiện Thệ là đại sư của tôi là đệ tử của Đức Phật. Đúng như vậy, Đức Phật là đại sư của ông là đệ tử của Đức Phật. Nếu như chỗ phải làm của hàng đệ tử thì ông đã làm rồi. Này A Nan, ông dùng nghiệp thân, khẩu, ý, nhân từ cúng dường hầu hạ Đức Phật, cũng thường đúng theo ý của Đức Phật, không có trái lỗi. Này A Nan, thân ta hiện tại đây, ông ái kính cúng dường, cung cấp hầu hạ, tâm ông thường thanh tịnh. Sau khi ta diệt độ, tất cả sự ái kính cúng dường cung cấp ấy, ông phải dành cho Bát Nhã Ba La Mật. Dẫn đến lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Phật đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lụy cho ông. Này A Nan, ông chớ có quên, chớ để mất, chớ làm người đoạn Phật chủng tối hậu. Này A Nan, tùy bao nhiêu thời gian mà Bát Nhã Ba La Mật còn tại thế gian, phải biết là bao nhiêu thời gian có Phật ở đời thuyết pháp. Này A Nan, nếu có ai biên chép Bát Nhã Ba La Mật rồi thọ trì đọc tụng chánh ức niệm, rộng giảng thuyết cho người, lấy các thứ hương hoa phan lọng bửu y đèn đuốc cung kính tôn trọng ca ngợi cúng dường, phải biết người ấy chẳng rời thấy Phật, chẳng rời nghe pháp, được thường ở gần bên Phật. Đức Phật nói Bát Nhã Ba La Mật rồi, Di Lặc Bồ Tát vân vân chư đại Bồ Tát, Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Huệ Mạng Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Ma Ha Câu Si La, Ma Ha Ca Chiên Viên, A Nan vân vân, cùng tất cả đại chúng và tất cả thế gian, chư thiên nhân chúng, Càn Thác Bà, A Tu La vân vân, nghe lời Đức Phật nói đều rất vui mừng. Trọn bộ 30 quyển, dịch xong ngày Phật Đản 2517, rằm tháng 4 năm Quý Sửu, 17 tháng 5 năm 1973, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh.